Đây các bác này Nở như gà luôn Đó Nhìn con chim chi cổ non nhìn thích không các bác Đây em bón cho nó cái con sâu quy Đấy Cảm ăn luôn Các bác thấy hay không Ôi giời rơi rồi Có biết tự mổ không Đấy, thử bón cho hai cái con này trong ổ này xem nó có biết cà ăn không cà luôn đó các bác thấy hay không chúng ta phải cầm vào đít con sâu để cho nó quay 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 thì con chi cổ nó nhìn thấy thì nó mới mổ các bạn đây đây đấy ôi rồi, rơi rồi rơi rồi nhìn con chi cổ nhỏ nhỏ này nhìn rất là xinh các bác nhé thì mỗi một lứa chích cổ nó sẽ đẻ từ 2 đến 7 quả trứng các bác Đây. Và chích cổ là một loài chim ăn tạp, ăn sâu bọ, ăn cá, ăn cua. Và thường thường mình nuôi ghép đẻ thì mình cho ăn cám gà con. Cái tầm kích đẻ thì mình cho ăn cái cám gà đẻ các bác ạ. Đây. Đó nó nở được bốn con rồi còn ba quả trứng nữa chưa nở hy vọng là nó sẽ nở thành công đó đây còn 3 quả trứng này chưa thấy nở các bạn đây, cái vỏ trứng này đây nhìn rất là xinh các bác nhé. cu cu con nhìn rất là xinh. ấy <cười> <cười> cú, 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 cái con uh, chiếc cổ mẹ nó ra nó đánh nhà em đây đấy nó đánh nó lao nó đánh nha các bạn này <laughs> nó kiểu như là nó thấy người lạ ấy. thế cho nên là người ta bảo là nuôi chiếc cổ trong nhà đấy quá. ví dụ như em hay cho nó ăn thì nó quen người lạ đến là nó đuổi, ấy. đuổi như chó đuổi luôn. Cú 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 này nó hiền lắm, các bác cứ bón từ nhỏ này sao nó quen mà. Cú <laughs> cổ này là loài chim nước Chủ yếu là sinh sống ở miền Nam em đưa ra bắc em ghép đẻ thành công đã nở như thế này rồi là rất là vui các bạn cho nó ăn sâu quy sâu quy thì nó rẻ các bạn chứ còn mua cào cào châu chấu hay mua dế bây giờ đắt lắm mua châu quy thì nó rẻ nó dễ ăn cái con sâu quy này nó cũng có dinh dưỡng mà đấy cho nó ăn và đẻ vào cống cho mẹ nó càm nó bón cho con con chích cò nó nuôi con khéo nhiều bác còn lấy cái con chích cổ để nuôi cái con cuốc con mà, kiểu dạng làm vốn nuôi ấy, nó khéo, lắm. nó bón khéo Đấy. Ê Ê nhau à. nó khéo. Đấy. cú 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 nhanh lớn lắm các bạn chỉ vài hôm là nó to. Các bác lưu ý nhé, để nuôi chích cồ mà sinh sản ấy, thì nó phải từ 10 tới 12 tháng thì nó mới sinh sản. Bắt đầu từ khi mà bóc trứng ấy, các bác nuôi 10 đến 12 tháng thì bắt đầu nó sinh sản. Tầm này mà các bác nuôi thì sang đến tầm 1 năm, sang năm là nó bắt đầu sinh sản các bác nhé. Em thì chủ yếu nuôi chơi thôi, cho nên là không tính hiệu quả kinh tế nó cũng chẳng quan trọng với em đâu Bởi vì là mình những cái con chim cảnh này chủ yếu là nuôi chơi bảo tồn là thích nhất các bạn chứ còn không mua bán nhé nuôi uh, sinh sản này rồi nhân giống này Đấy, nó ăn rất là ngon nhìn nó ăn rất là thích các bạn còn ba quả trứng kia không biết mẹ nó có ấp nữa không hay nó bỏ ổ rồi bỏ thì khổ thân không nở được, chẳng nghe nở được mỗi bốn con này. Các bác nhìn đẹp không? kiểu chích cô này em ghép uh, nở thành công như thế này, thì nếu mà các bác uh, có muốn ghép nở cái loài chim nước này, muốn ghép uh, đẻ nó thì các bác uh, có thể ghép nhé em thấy nó cũng dễ mà nó không có gì là khó cả đấy bón như này sao nó quen nó nhìn thấy chúng ta là nó theo đấy Úi rồi chưa rồi nó mới nở được khoảng hai ngày đấy các bạn hôm qua em còn không để ý cơ tự dưng thấy con mẹ nó kêu mình ra mình ngó như thấy nó 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 nở nở đẹp không các bác đó con mẹ nó chạy ra ngoài đang chạy ra ngoài uh, nghịch này. À, à, không à, trêu, à, 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 không trêu không trêu. không trêu. ở dưới này có con chàng nghịch với con cuốc con mẹ lao lên đánh hư không trêu nhá con cuốc này nhiều bác đến bảo là cuốc trống uh, ai này quay lại quay lại quay lại quay lại quay lại không chịu không trêu không kêu làm em nó sợ nhá Mày vào mày chăm con mày đi Này nhảy xuống trên đuối đấy Dưới đây sâu lắm đấy Không lao vào đánh Không lao vào đánh Anh Không lao vào đánh Ăn đi rồi lấy sức bón cho con nhá Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Sáng Tạo các bác xem video trên kênh sáng tạo nhớ nhấn vào nút like nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé em và các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta nuôi các loại chim cảnh trong nhà xin chào và hẹn gặp lại các bác